gọi là gỗ hương thi công. Đẹp. Đi làm này hưởng không làm thôi. Buổi này ai chơi kiểu đấy? Xin. Cho tiền trộm. Tăng xin dám mua, tích cực cầm nhầm. Toàn nó có quay được cái khung này không anh? Quay hết. Nhưng rất tiếc hôm nay thằng cũng nấu hay không. Sai hơi nhiều đấy. Có làm không? Đấy là nói thế. Mình phải công nhận mình mưu cách như sơn. Mày kêu như màu sơn, chán thật đấy. Mày giống màu sơn không? Không. Đúng rồi đây à. Làm anh đi sợ đi anh ơi. Làm ăn kiểu này không? Sợ cái đây. Sợ cái đây, không phải thế nào hay đâu. Sao đẹp này làm gì nhá. Thank you.
Rồi, xong rồi. Đây, mộng chéo rồi. Chéo bùi cái đồ này. Không phải. Có cần phải xin không? Thiếu cũ một cái rồi. Chết giá rồi. Ô, mất luôn. Ô, mất luôn. Mất, nó mất thế nào? Buổi này ai ai tên là mất. Vào tay anh cứ bẹp hết. Thế bỏ rồi. Làm bẹp. Làm Thằng điên. Bình luận đi. Đây là đang lắp ghép vào nhá. Một lúc họ màu cất phụng về chân thì đi chân đất. Phụng nhất cái xưởng. Nhất xưởng. Không biết làm gì, chỉ biết soi chỉ thôi. Ngoài soi chỉ đánh dây giáp, không biết làm gì. Thế tôi cần bùi nhiều. Thế mà lương đòi hỏi lương tháng 15 củ. Giá 12 triệu, 14 triệu 500 không làm. 15 triệu.
Chủ nhật phải được nghỉ nhưng tí công cả tháng. Phải nghỉ nhưng phải tí công cả tháng. Được, đường hành quá cao. Đã thế giải lao còn đồ ăn hoa quả cơ, chứ không uống nước chè xuống. Chè là phải có kẹo lạc. Không kẹo lạc là không uống. Về luôn. Cười ấy. Tí nữa cho mới được vào nhá. Tranh thủ nữa mẹ mày. Mấy giây là không nhanh là. Ui giời ơi, bướng cái chuyện gì. Tay làm lông thế. Đây anh thợ mộc. Như tôi. Mày ghen à? Ghen. Không có lông. Cho chúng mày chít đi cố u mày. Anh thợ mộc này không văn minh thế nào toàn chú bậy thôi. Ui đừng. Ui đừng quay về. Hãy thử và cảm nhận. Rảnh mà đánh dây giáp vào anh ấy kia. Đánh dây giáp đi. Cái này là xong rồi anh có đóng luôn. Đóng mấy cái tấm kia vào đây à? Ôi, phá ở đây đi. Phá làm gì? Này anh không còn phải khoan chưa? Mà đấy. Hay là anh khoan trước nhá. Quánh cái quả này hơi dã man đấy. Quả vịt to thế. Quay vào màn hình của anh này. Đầy lỗ. Dạo này cô đi nào cũng hay bị đóng bím ạ. Toàn nó phần khất ra quần thì đóng bím mà chứ gì đi. Mẹ lúc nào ào ào thế thì lại nhanh nhỉ nhỉ. Lúc nào ăn cướp thế lại nhanh nhỉ. Dạ bố ngâm nghe ra rồi. Nay thay cái này, mai thay cái kia. Nay cô có uống bia không ạ? Cô không uống. Sao mà đổ nhỉ? Ôi, mẹ mày sao?
Đây, đút túi đây. Đây, chìa khóa. Ừ, tí thôi, làm sao mà đợi vàng gú mà làm có 3-4 chai bia đã say. Mời cô Sơn chỉ có toàn mời thôi chứ còn đâu nữa. Chúng mày chưa đủ tuổi. Toàn mời nữa. Mày chịu khó đến đây. Mày chịu khó đến đây mà quét mùn cưa. Có toàn quét rồi, em quét làm gì? Toàn không quét thì em quét, toàn nó quét rồi, em quét làm gì? Với em quét xong. Cái gì? Dục không dục thì làm sao mà ai quét? Mà lệch nó chỉ hơi dài tí thì hơi bữa tí chứ còn lệch lệch thế nào. Việc con người cả ai choán đi choán đấy này nữa là chưa nhìn thấy chưa kia đâu nhỉ? Đoạn đao đình vui nhanh. Anh nói nhà biết anh chưa cầm quen búa đấy. Quen rồi đặt bên đây cơ. Nó rơi đây. Xuyên ra ngoài nhé. Xuyên tâm. Đây là người ta gọi tắt là cái chân tủ đúng không anh? Anh chả biết là cái gì, cứ đóng thôi. Đóng cái tủ này về nhà thế là hai vợ chồng mỗi thằng một tủ không chung đụng bố con thằng nào. Cá bơi sáng này. Mình vừa lòng sau xong mình. Rồi,